gonna go work again. And please remember to take care of my tree. Đừng có nhắc nữa, bà sẽ nhớ mà. Remember clean water. Okay. Trong khi cụ đi cứu người, thì vợ của cụ ở nhà giặt đồ. Nhưng vì không còn bộ rụt của mình nữa, cho nên cô trở nên lãng trí. Thay vì tưới cây bằng nước sạch, hôm nay cô lại đi tưới cây bằng nước dơ bẩn. Ngay lập tức, cây đa rung rẩy và bay lên trời. Khi cụt về tới nhà, cậu vội vàng cầm lấy cây đa, cô kéo nó xuống, nhưng mà cây đa tiếp tục bay lên và kéo cụt lên tới tận cùng trần. Sở thích cây đa của người Việt Nam mình nó khác thường với những câu chuyện mà mình hay nghe. Cái phần mà bắt ruột là mình cũng không có biết nhiều không? Các chỉ có nhiều phụ huynh, cô bác thì nhớ. Còn các em máu nhi thì thường không có cái phần đó. Cái chuyện mình nó thay đổi, nó viết lại thay đổi. Thì cái chuyện này là của người Việt Nam mình chính thống. Sau đây là một câu hỏi cuối cùng. Alright, last question, okay? This is a big prize, so think. Put your hands down, no cheating. And if you already had a prize, please don't raise your hands. Let other people have a chance. Alright. Tại sao cây đa bay lên trời? Nước dirty là nước gì em? It's okay, go ahead. Okay, các em văn hóa của người Việt Nam mình là một cái rất là một văn hóa rất là hay. Các em phải nhớ giữ mà mai mốt truyền lại cho các con em mình. Thì chúng con mong các phụ huynh, các bác là ở nhà cùng dạy các em tiếng Việt, dạy các em về văn hóa Việt Nam để mình có thể bảo tồn. Tại vì cái văn hóa của mình là rất là hay, rất là quý, thì mình không có nên bỏ quên. Thì mình ở bên đất Mỹ nhưng mà mình vẫn nhớ quê hương mình. Thì chúng con mong cái câu chuyện vui này để làm cho các cô, các bác, các anh chị và các em được một đêm vui và một đêm được học hỏi về văn hóa người Việt Nam mình. Sau đây xin hết.